Father Day cho nên nhà hàng nào cũng đông quá trời đông luôn. Cơm tại vì cái này nè với này nè là ăn với tôm. Ăn cơm nó mình ăn rồi. Hồi sáng á thì mình đi chào cờ, sau đó rồi chào cờ rồi lễ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó thì về nhà happy birthday mommy. Sau đó thì đi ra nghĩa trang của ba yêu. Father Day, happy Father Day. Rồi bây giờ thì dẫn mommy đi ăn. Happy birthday mommy. Cũng là ngày hôm nay 20 tháng 6. Mời cả nhà mình nha, ăn lẩu nha. Mấy đứa này nó order gì chưa có xong, chưa đem ra. Ok, thôi mình chuẩn bị ăn nha cả nhà. Bye bye, I love you all.